Mình làm gãy mất ba cái này. Tức là ngày hôm qua, chiều hôm qua là đi là mình để quên mất cái đầu FC ở nhà khách rồi. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay dẫn mọi người đi kiểm tra một thuê bao khách hàng báo là mất quang. Và khách hàng có tác động vào modem. Là hình như khách hàng có rút cái đầu phát connect ra để kiểm tra hay như nào ấy, nhưng mà nó bị tuột mất từ cái giắc cắm đằng sau. Và mình nghi ngờ là bị gãy FC. Dẫn mọi người đi đến để kiểm tra xem cái wifi đấy nó bị tình trạng như nào. Đợt này KPI bên cố định thì nó rất là nhiều, những cái KPI mà nó nhỏ cho nên không phải sắm đầu tư một cái quả máy đo nhá. Không ấy không kịp chạy. Đợt trước thì KPI nó còn đỡ hơn, đợt này nó rất là nhiều KPI, cho nên cũng phải mua những cái công cụ dụng cụ để có thể xử lý cho khách hàng nhanh hơn. Duy nhất bây giờ thiếu đồ là thiếu máy hàn hoặc là dẹp nối. Mình quản lý cái tuyến này xa nhất huyện cho nên là mình đi ra mà lấy máy hàn thì nó cũng rất là lâu. Cái thứ hai nữa là ở trung tâm thì có mỗi một cái máy hàn, mình mà cầm đi mà chẳng hạn như anh em khác nó bị đứt cáp thì cũng là tội. Đi từ đây ra trung tâm huyện 20 cây xong lại đi mang đi đến cho anh em nữa thì cũng là mất rất nhiều thời gian. Những cái sự cố mà nó lên tầm 3 tiếng đồng hồ là không kịp chạy luôn ạ. Cho nên là ít khi mà mình sử dụng máy hàn để đi làm á. Đây là cái tụ cáp này, đủ 16 nhà rồi. Hình như ở trong này là nhà khách hàng ấy. Ở khu này thì cái dây thuê bao toàn đi lên cây. Có mỗi cái cột ở đây. Ba ơi, đây nhà anh Hiền phải không nhở?
anh lại chuyển về đấy rồi à? Hôm qua chuyển về đấy à? Hôm qua anh chuyển về đấy rồi à? Đàn quê em có một đàn heo con. Hôm qua anh chuyển wifi xuống dưới này. Đây. Anh đi làm mà bà. À. Thế hôm qua anh chuyển xuống đây là hỏng luôn à? Cái này phải có đồ cơ. À. Đấy. Nó bảo là mua được TV đến nó khác. Vâng. Thằng nào thấy hôm qua anh gọi. Anh gọi nhưng mà qua cháu bận. Cháu chiên ngay đây. Anh đi làm ở đâu bà? À. À. Hát thì bằng nào cũng uống bia, uống nước ngọt. À, chuyển từ chiều hôm qua à bà? Hôm qua làm dỗ cho ông. À. Không biết ông nào trộm mất cái rồi. Không thấy có cái đầu phát nào nữa anh ạ. Nhờ, lạ quá nhờ. Vừa hôm qua có một túi đầu phát ở đây. Chán đời.
qua có hơn 10 cái đầu phát ở trong này, nhưng mà hôm nay không thấy đâu nữa. Chạy ra đây tìm nữa. Không biết anh em là nó lấy mất cái đầu phát rồi. Chiều hôm qua vừa mới đi trận triển khai hai nhà. Hay là mình để quên ở đâu rồi. Bên này để mình đi tìm đầu phát anh em ạ. Nhưng mà lâu lắm rồi không ra soát. Ui, chắc đủ 3 rồi. 2, 4, 6. Thế chắc hôm qua mình để quên ở chỗ nhà kia rồi. Đây có một cái điểm nối, mình nối bằng FC, mình lấy tạm cái FC ở đây. Tí mình sẽ nối bằng kia. Tí sẽ nối bằng dẹp. Tí mình mang dẹp ra đây mình nối. Mình làm gãy mất ba cái này. Thế là ngày hôm qua, chiều hôm qua là đi là mình để quên mất cái đầu FC ở nhà khách rồi. Đây mình sẽ lấy tạm cái đầu phát của cái nhà khách hàng này, bởi vì đợt trước là mình nối bằng cái đầu phát và mình tí sẽ ra đấy để nối lại cái đầu phát bằng dẹp để nó đảm bảo hơn anh em ạ.
Mỗi cái đầu phát mà phải chạy đi chạy lại. Cái đầu phát này thì nó dài hơn đầu phát cũ một chút, cho nên mình phải cắt dài hơn. Được rồi đấy bạn. Được rồi đấy bạn. Vâng, thôi cháu đi ra ngoài này đây. Phải cái này phải có đồ cơ. Không có đồ thì chịu. Đấy, cho nên là khi mà anh em lưu ý nhá, khi anh em mà di chuyển modem thì anh em phải rút cái đầu phát connect ra trước, chứ anh em đừng có tháo cái sợi quang ra, tháo sợi quang ra thì nó không có đồ để làm đó, thậm chí nó bị gãy cái đầu FC mà mình không thể tận dụng lại được cái đầu FC đấy, bởi vì một số cái đầu FC ngày xưa thì nó không xử lý được, phải có đồ mới tháo được. Mấy
mấy đại ca điện lực đi bó lại dây sao thấy gọn gàng lắm. Rồi đấy anh nhá, vàng vàng được rồi đấy ạ. Em sửa xong rồi đấy. Vâng. Phải đi bó lại à anh? Em bơ lì này mà. Em bơ lì đâu cái này? Cái này phải đi bỏ lại hết đây. Gọn gàng là này. Giờ mấy ông anh điện lực là bây giờ phải đi bó lại mấy cái đầu dây như này. Đấy, gọn gàng. Thực hiện cái quy trình 5S. Đấy, hôm qua vừa mới kiếm được một cái dịp quang ở đây. May quá lại hôm nay lại dùng đến luôn. Vâng, nối lại. Cái diệp quang này đã sử dụng rồi. Nhưng mà hôm qua là mình gỡ lại.
cưỡi mất bà này. Lúc nãy mình mở ra thì nó bị tuột mất cái sợi quang ở trong. Tí nữa là cái nhà này nó lên sự cố đấy anh em ạ. Trên hệ thống nó tự động mà. Cả cái này cũng không thể chọc được vào này. Thôi, lợn lành thành lợn què mất rồi anh em ạ. Không chọc vào được. Nó đã bị gãy cái sợi quang ở trong này. Khó lấy ra lắm. Toàn khi đã yêu một ai thật lòng. Đấy tin nhắn đây nha. Tin nhắn sự cố.
hai cái diệp mà chả được cái diệp nào. Alo. Ủa, quý yêu hả? Tí nữa có đấy. Ủa, 11 giờ đấy. 11 giờ đi đâu à? Hả? Đi đâu? Đi ụ á? Thì tối xem. Rồi thì tối xem cái gì đâu. Chín giờ, tám giờ không, ít người ở nhà lắm. Rồi. Chỗ đang đi làm. Đang nối đây này. Chưa làm được này. Bực hết cả người. Ok nhá. Ok. Bây giờ là phải cho vào chai anh em ạ. Chai nước huyền thoại. Chạy lại xem nào. May ở cái khu này thì nó có sóng anh ạ. Mình sẽ check được luôn. Tín hiệu này. Đây nó mất hiện tượng luôn này. Diên BV29 này. Ui, 2585 Diên BV29. 2585 thì nó không đóng được sự cố anh em ạ.